mình làm clip này thì các bạn hãy an tâm mà mua nhé. Đấy, nó rất là tốt, chia sẻ cho các bạn tham khảo thôi. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ những cái mà thật nhất và không hề gian dối. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái mạch điện điều khiển động cơ công suất cao, và mình nhận thấy là nó rất là tốt luôn. Ở đây mình có cái động cơ của xe lăn, nó hư cái mạch điện điều khiển rồi, cho nên mình thử mua cái mạch điện này để về điều chỉnh nó. Và mình thấy mạch điện này đáp ứng cái nhu cầu của cái xe lăn rất là tốt. Đấy, cái mạch này mình có chia sẻ với các bạn trước đây rồi. Mạch này là mạch điều khiển động cơ. Nó hay một cái á, là điều chỉnh được tốc độ luôn các bạn. Đây nha, giảm tốc độ chậm này, cực chậm. Đấy, xuống hết mức cỡ vẫn nhích từ từ như vậy luôn á. Rồi, và tắt luôn. Đó, có nút tắt luôn thì cái đèn này tắt này. Đấy, không đấy, rất là mạnh. Tuy là quay chậm nhưng rất là mạnh, và tăng lên. Mạch này nó sẽ sử dụng được điện 24V luôn, nhưng hiện tại mình không có điện 24V, cho em dùng điện 12V 7A. Đấy, cái thứ nhất là điều chỉnh tốc độ nhá, đang chạy nhanh luôn này, để mình giảm bớt xuống đi, cho an toàn. Rồi, nó có khả năng đảo chiều động cơ, đảo chiều đây luôn. Mình chỉ tắt công tắc và đảo chiều này, tắt nè, tắt đảo chiều, thấy không các bạn, tắt đảo chiều. Đấy, đơn giản vậy luôn. Mình thấy mạch điện này cực kỳ tốt luôn các bạn, mình chạy hết cỡ luôn, nhưng mà cái con này nó không có nóng một tí nào luôn, không hề nóng một tí nào cả. Nó không giống như các cái mạch điện bình thường là khi mình vặn xuống thì cái hiệu điện thế nó thấp xuống, số vô nó nhỏ xuống, thành ra mặc dù motor quay chậm nhưng rất là yếu, còn đây motor quay chậm nhưng rất là mạnh. Nó khác nhau nhé, ở quay một cái tốc độ này thì rất là mạnh luôn các bạn. Mình có hai cái motor như thế này để mình sẽ sửa cái xe lăn này bằng hai cái mạch điện này thôi, không cần các mạch điện rườm rà của cái xe lăn nữa. Đó, mình sẽ chế từ hai cái này thôi, và quan trọng là hôm nay mình chia sẻ mạch điện này để các bạn tham khảo thôi. Thì các bạn thấy cái nhu cầu của các bạn mà sử dụng được á, thì mua cái này, mình thấy nó rất là tốt, cho nên chia sẻ các bạn. Mình không có bán nha, cho nên các bạn đừng có hỏi giá bao nhiêu nhé. Giá nó mình mua trên mạng là 250.000. Đấy, các bạn cứ tìm mà mua. Và mình làm clip này thì các bạn hãy an tâm mà mua nhé. Đấy, nó rất là tốt, chia sẻ cho các bạn tham khảo thôi. Rồi, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới của mình nhé. Mình sẽ chia sẻ những cái mà thật nhất và không hề gian dối. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.